Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay công ty xin giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe để cho quý anh chị chúng ta chạy gia đình kết hợp với việc chạy kinh doanh dịch vụ. Bởi những giá trị mà chiếc xe này mang lại như là xe 8 chỗ nè, rộng rãi nè, gầm cao nè, rồi tiết kiệm nhiên liệu và độ bền nữa. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova 2.0 nha quý anh chị. Phiên bản số sàn năm sản xuất là 2019, xe đi được 69.000 km màu bạc và mang biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện trạng của xe thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó. Thì sẽ hoàn thiện cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp sau khoảng 5 ngày nữa. 5 ngày làm việc nữa thì mới cái xe này mới hoàn thiện. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe nó chưa hoàn thiện như thế này nè, để cho quý anh chị chúng ta có được cái nhìn thực tế nhất nha. Và nếu như chúng ta yêu thích thì hãy gọi cho mình tư vấn quý anh chị cụ thể hơn nha. Đó, máy móc của xe là chưa được dọn nha quý anh chị. Đó. Tuy nhiên xe không có bị cấn đụng gì hết, không có bị những cái lỗi gì chân nha quý anh chị. Những cái vấn đề đó thì công ty mình cam kết. Capo là capo zin theo xe nè. Đó. Chưa từng tháo ra nè, sùng chỉ còn nguyên luôn nha quý anh chị. Đó. Xe thì công ty cam kết không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tô đồng hộp, cho nên về phần chất lượng thì quý anh chị chúng ta yên tâm nha. Động cơ này sẽ được công ty mình rửa lại rồi sau đó phủ một lớp bóng nữa thì nhìn cái động cơ nó sẽ như mới luôn. Rồi các đèn đồ đó là đèn zin theo xe hết trơn quý anh chị. Đó. Lớp xe thì 4 lớp còn rất là dày luôn, 5 lớp luôn nha quý anh chị, cả lớp sơ cua nữa còn rất là dày luôn. Thì đối với những chiếc lớp này thì quý anh chị ta có thể dùng thêm khoảng độ 20 đến 30 nghìn km nữa mới có thay. Đặc biệt là lớp của Michelin luôn, đi rất là êm nha quý anh chị. Lớp xịn nha. Đăng kiểm và đường bộ của xe từ tới tháng 6 năm 2023, cho nên quý anh chị ta để nguyên mà dùng thằng tới đó thì chúng ta mới phải đi đăng kiểm và đóng đường. Cửa nẻo của xe cửa zin, nước sơn zin còn rất là đẹp luôn. Nói chung chủ trước dùng cái xe cũng khá là kỹ á, mới được một chiếc xe như thế này. Xe chạy 69.000 km, tuy nhiên ngoại thất cũng như nội thất của xe còn rất là đẹp. Các đồ nghề theo xe như là túi đồ nghề, con đội, chìa khóa thì vẫn còn đầy đủ luôn như quý anh chị, giống như quý anh chị chúng ta đi vô hãng ta mua xe mới vậy đó. Còn đầy đủ hai chìa khóa nè, túi đồ nghề, con đội còn nguyên luôn nè, lớp dự phòng còn nguyên luôn nè. Đó, đầy đủ luôn. Khi bàn giao thì công ty sẽ bàn giao cho quý anh chị đầy đủ giống như xe mới vậy đó. Rồi bên trong xe nè. Bên trong xe thì chưa được vệ sinh dọn dẹp gì hết, cho nên còn hơi dơ nhưng quý anh chị, thì mình muốn quay cận cảnh để cho quý anh chị chúng ta thấy thực tế. Đó, vô lăng nè, đó rất là mới luôn nha. Mặc dù chưa vệ sinh. Đó, có đầu DVD rồi, lên đầu DVD nè, lên một đằng 3D nè, rồi ghế da nè, trải sàn nè. Đó, nói chung là bằng nóc nữa nè, nói chung là phụ kiện bên trong xe đầy đủ luôn rồi quý anh chị. Ngon quý anh chị ta để nguyên mà dùng nha. Sau khi vệ sinh đâu lại thì mọi thứ nó sẽ như mới. Xe thì sau khi quý anh chị chúng ta mua cái xe này á thì công ty sẽ tiến hành bảo hành cho quý anh chị thêm 1 năm về động cơ và hộp số này, hoặc là 20.000 km tùy vào điều kiện nào đến trước. Cho nên về phần chất lượng thì chúng ta quý anh chị đã vô hãng chúng ta mua xe rồi á thì chúng ta nên yên tâm về phần chất lượng nha. Mặc dù là giá thành đối với những chiếc xe trong hãng sẽ cao hơn so với bên ngoài tầm khoảng 20 đến 30 triệu. Tuy nhiên đánh đổi lại thì quý anh chị chúng ta sẽ có được một những chiếc xe nó chất lượng và cái chế độ nó bảo hành nó rõ ràng luôn. Thì quý anh chị ta yên tâm nhất nha. Rồi 642 triệu với mức giá là 642 triệu là quý anh chị chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Innova số sàn 2019 rồi. Để chúng ta đi gia đình nè, hoặc kết hợp với việc chạy kinh doanh dịch vụ đưa rước khách gì đó đều rất là ok luôn. Hả? Bởi những giá trị chiếc xe này mang lại thì quý anh chị chúng ta cũng quá rành nè. Hả? Độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu và bên trong ngồi rất rộng rãi luôn. Rồi. Nếu như quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến xe này, hãy gọi cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha. Mình tư vấn quý anh chị cụ thể trước về xe nè, rồi về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán hoặc là góp ngân hàng để mua xe nè, để cho quý anh chị chúng ta nắm trước, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị xem xe thực tế lái thử để chúng ta cảm nhận như thế nào đó, có phù hợp hay không, rồi chúng ta quyết định có mua hay không nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Innova số sàn 2019 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.